Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Sáu, ngày 6 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình Thời sự tối nay. Đoàn đại biểu Quốc hội Lào đến thăm phố cổ Hội An. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức diễn đàn cấp quốc gia về nhận diện và xóa bỏ tập tục văn hóa có hại, vai trò của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tam Kỳ công bố logo thành phố và giải chạy marathon hành trình về đất mẹ năm 2025. Thưa quý vị, nhân chuyến làm việc tại Quảng Nam, chiều qua, đồng chí Sổm Mạt Phôn Xê Na, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào dẫn đầu đoàn công tác đến thăm phố cổ Hội An. Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải tiếp đoàn. Sau khi tiếp đón và chụp hình lưu niệm tại quảng trường Sông Hoài, đoàn công tác Quốc hội Lào đã tham quan các tuyến đường cùng nhiều di tích trong khu phố cổ Hội An. Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoàn tham quan nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản. Đây là khu vực diễn ra hoạt động giao thương vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, là nơi mở đầu cho mối giao lưu văn hóa giữa Hội An Việt Nam với xứ sở Phủ Tang. Ngay sau đó, đoàn đến tham quan và chụp ảnh tại di tích Chùa Cầu. Chiếc cầu này được các thương nhân người Nhật Bản góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Cùng ngày, đoàn tiếp tục tham quan nhà cổ Quân Thắng và Hội quán Phước Kiến. Sáng nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức diễn đàn cấp quốc gia về nhận diện và xóa bỏ tập tục văn hóa có hại, vai trò của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự diễn đàn về phía Trung ương có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương. Về phía Quảng Nam có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thái Bình cùng đại diện lãnh đạo sở ban ngành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quảng Nam và một số tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay, nhiều tập tục đã đang cản trở và thậm chí kéo lùi tiến trình phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em các dân tộc. Để có thể xóa bỏ, giảm thiểu các tập tục văn hóa có hại, rất cần sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là từ sự thay đổi từ quan niệm của chính đồng bào các dân tộc. Trong đó, đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trong hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Diễn đàn cấp quốc gia là cơ hội tạo không gian trao đổi giữa diễn giả và các em thanh niên nhằm giúp các em nhận diện các tập tục văn hóa có hại trong đời sống, từ đó đề xuất các giải pháp, cách làm hay sáng tạo, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của thanh niên, xung kích, tiên phong, xóa bỏ tập tục văn hóa có hại. Chiều nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thi thuyết trình liên quan đến chủ đề nhận diện và xóa bỏ tập tục văn hóa có hại, vai trò của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự hội thi có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương. Hội thi thu hút 4 đội thi với đại diện thanh niên của 4 tỉnh thành Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum tham gia. Các đội trải qua 2 phần thi, gồm phần thi đối kháng giữa các đội. Ở phần thi này, các đội có 60 phút biện luận về chủ điểm được bốc thăm. Ở phần thi ứng xử tình huống sẽ được diễn ra trên sân khấu chính giữa. Mỗi đội thi có 3 phút để thuyết trình phần giải quyết tình huống. Nội dung thi tập trung tìm hiểu và nhận diện các tập tục văn hóa có hại, thực trạng tác động của các hủ tục hiện nay đối với đời sống của đồng bào dân tộc nói chung và phụ nữ, thanh niên, trẻ em nói riêng. Vai trò của các sở ban ngành trong việc ban hành các chính sách nhằm thay đổi, xóa bỏ các tập tục văn hóa có hại. Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công các tuyến đường khắc phục bão lụt tại các xã Phước Thành, Phước Lộc, Phước Kim của huyện Phước Sơn. Mặc dù các dự án được triển khai từ năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành và nguyên nhân chính là do năng lực của các nhà thầu thi công chưa đảm bảo. Sau đợt mưa lũ lớn vào năm 2020, Trung ương và tỉnh Quảng Nam đã quan tâm hỗ trợ huyện Phước Sơn khôi phục, tái thiết các tuyến đường DH bị thiệt hại. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo thực hiện quy trình thủ tục, hồ sơ để đầu tư các dự án đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân tiến độ triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu, ngoài những nguyên nhân khách quan như giao thông khó khăn, thời tiết bất lợi, mưa nhiều, giá vật tư vật liệu tăng cao, còn có nguyên nhân chủ quan là hầu hết các nhà thầu không đảm bảo các điều kiện thi công theo hồ sơ dự thầu được duyệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng chia sẻ những khó khăn do thiếu nguồn vật liệu, điều kiện thời tiết làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Tuy nhiên,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đã qua 3 năm, nhưng đến nay tiến độ thi công khắc phục các tuyến đường đang rất chậm. Qua kiểm tra thực tế, năng lực thi công của các nhà thầu chưa đảm bảo theo điều kiện của hợp đồng, gây bức xúc khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Đề nghị huyện Phước Sơn phải vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. Nếu nhà thầu thi công nào làm thiếu tích cực thì chấm dứt hợp đồng, lựa chọn nhà thầu khác, không thể để công trình tiếp tục bị chậm trễ. Trong chuyến công tác sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng đã đến thăm hỏi tặng quà bà con nhân dân ba xã vùng cao Phước Thành, Phước Lộc, Phước Kim của huyện Phước Sơn. Cơn bão số 9 năm 2020 khiến đời sống nhân dân trên địa bàn ba xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc rất khó khăn. Trung ương, tỉnh và huyện đã tập trung nguồn lực để hỗ trợ, ổn định đời sống người dân bị thiệt hại, nhất là lương thực, thực phẩm thiết yếu, đặc biệt bố trí tái định cư người dân đến nơi ở an toàn hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng vui mừng trước sự đổi thay ở nơi ở mới, đồng thời đề nghị huyện Phước Sơn tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của bà con, chỉ đạo rà soát số hộ có khả năng thiếu đói do ảnh hưởng của mưa bão để có phương án dự trữ gạo, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo tuyệt đối không để nhân dân bị thiếu đói do ảnh hưởng của thiên tai. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Nam Hưng có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công gắn với kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trọng điểm tại huyện Tiên Phước. Theo đó, đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thi công khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc, xã Tiên Thọ, dự án phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh và dự án phát triển bất động sản khu phố mới Phước An, thị trấn Tiên Kỳ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Nam Hưng cho rằng, đến tháng 9, Tiên Phước mới giải ngân được hơn 41% kế hoạch là tương đối thấp. Từ nay tới cuối năm, chỉ còn hơn 3 tháng nữa, huyện khó đạt 100%. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đối với nguồn vốn kéo dài, huyện phải cố gắng giải ngân vào cuối năm 2024. Để thực hiện tốt công tác giải ngân đối với các xã thị trấn phải cam kết với huyện và huyện cũng có cam kết thực hiện đối với tỉnh để tỉnh theo dõi chỉ đạo. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức lễ công bố và phát hành biểu trưng logo mới cùng với sự kiện khai mạc giải chạy Tam Kỳ Marathon Hành trình về đất mẹ năm 2025. Đồng chí Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự lễ công bố. Ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ cho biết, biểu trưng thành phố Tam Kỳ được thiết kế với ý nghĩa chứa đựng câu chuyện khai quát về dòng chảy nhân văn quý báu luôn được tiếp nối trên nền tảng văn hóa, đất nước và con người Tam Kỳ xưa và nay. Sự đoàn kết chung tay xây dựng, kiến tạo nên vùng đất Tam Kỳ địa linh nhân kiệt và giàu bản sắc. Chủ đề của câu chuyện rất ý nghĩa về logo là non nước nửa hoa. Ủy ban Nhân dân thành phố kỳ vọng rằng hình tượng và triết lý mang đậm tính văn hóa lịch sử và nhân văn sâu sắc của biểu trưng thành phố được công bố hôm nay sẽ là điểm nhấn, tiêu biểu, thấm sâu vào phong cách lối sống hình ảnh và góp phần bồi đắp tình cảm tâm hồn của từng người dân thành phố, nhất là thế hệ tương lai. Cũng dịp này, thành phố Tam Kỳ thông tin giải chạy Marathon Tam Kỳ Hành trình về đất mẹ năm 2025 nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước. Sự kiện nhằm thúc đẩy phong trào thể thao, đặc biệt là môn marathon và quảng bá văn hóa lịch sử của Tam Kỳ đến đông đảo công chúng. Cần quyết tâm hơn nữa trong công tác giải ngân vốn đầu tư công là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn trong buổi kiểm tra làm việc với huyện Tây Giang về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia sáng nay. Theo báo cáo của huyện Tây Giang, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là gần 326 tỷ đồng. Đến ngày 29 tháng 8 năm 2024, giải ngân được gần 177 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch vốn. Kế hoạch vốn năm 2022-2023-2024 đến nay chưa phân bổ là gần 77,4 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 là hơn 118 tỷ đồng. Thực hiện giải ngân đến ngày 30 tháng 8 năm 2024 được gần 26 tỷ đồng, đạt 21,94% so với tổng nguồn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân của địa phương thời gian qua và đề nghị lãnh đạo huyện Tây Giang quyết tâm hơn nữa trong thời gian tới trong điều kiện bất lợi của thời tiết. Ưu tiên tập trung giải ngân nguồn vốn kéo dài năm 2022-2023 và vốn sự nghiệp năm 2024. Các cơ quan chuyên môn của huyện có trách nhiệm giúp cấp xã làm các thủ tục hồ sơ mà xã làm chủ đầu tư. Người đứng đầu của đơn vị được giao chủ đầu tư, nếu như không giải ngân hết mà không có nguyên nhân khách quan, bất khả kháng,
thì sẽ chịu trách nhiệm kỷ luật trong việc để mất vốn. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Giang về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 8 2024, huyện Đông Giang đã giải ngân hơn 117,1 tỷ đồng trong tổng số hơn 320,6 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, đạt tỷ lệ 36,53%. Tổng nguồn vốn đã phân bổ hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2024 hơn 367 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 là hơn 91 tỷ đồng, đạt 24,83% kế hoạch vốn phân bổ. Tỷ lệ giải ngân thấp có nhiều nguyên nhân, như sự vào cuộc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở các xã, thị trấn của huyện chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ. Vai trò trách nhiệm, năng lực của các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư được giao quản lý, theo dõi và thực hiện các nội dung dự án thuộc các chương trình còn nhiều hạn chế bất cập. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý khai thác khoáng sản giai đoạn 2017-2023 tại huyện Phước Sơn. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Dương Văn Phước, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Báo cáo của huyện Phước Sơn cho biết trên địa bàn huyện có 17 khu vực có khoáng sản vàng với tổng diện tích gần 200 ha. Tính đến hết năm 2023, có 12 điểm mỏ với 10 doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản và 3 điểm mỏ được cấp phép thăm dò. Đối với khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường như cát, sỏi, đất san lấp, hiện có 1 đơn vị được cấp phép khai thác và 3 đơn vị được cấp phép thăm dò. Nhìn chung, trong giai đoạn 2017-2023, huyện Phước Sơn tổ chức quản lý tốt các hoạt động khai thác khoáng sản, thực hiện nghiêm việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực, đảm bảo tốt an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức cá nhân. Phát biểu tại buổi giám sát, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước đánh giá cao những nỗ lực của huyện Phước Sơn trong việc quản lý khai thác khoáng sản thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện Phước Sơn tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong công tác quản lý khai thác khoáng sản, đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát việc khai thác khoáng sản, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý khoáng sản cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế các trường hợp khai thác khoáng sản lậu tự phát trên địa bàn. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý khai thác khoáng sản giai đoạn 2017-2023 tại huyện Nam Giang. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Dương Văn Phước, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Báo cáo của huyện Nam Giang cho biết huyện đã lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 29 điểm mỏ khoáng sản gồm 1 mỏ đá vôi, 14 mỏ đất sét ngói, 8 mỏ đá làm vật liệu xây dựng và 6 mỏ cát. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có 8 điểm mỏ, chủ yếu là các mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng được cấp phép, góp phần giải quyết nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhìn chung, việc khai thác khoáng sản được huyện Nam Giang quản lý chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, Ban điều hành Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng báo Quảng Nam năm 2024 tổ chức lễ trao thưởng cho 20 gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Phát biểu tại lễ trao thưởng, ông Nguyễn Hữu Động, Phó Tổng biên tập báo Quảng Nam nhấn mạnh, mỗi một mùa xét thưởng lại chứng kiến những bước tiến của sự học, sự nối tiếp những hạt mầm tài năng trên các lĩnh vực. Tại đây, Ban điều hành Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng lần thứ 15 2024 đã quyết định trao tặng thưởng đối với 20 cá nhân, bao gồm 16 học sinh trung học phổ thông và 4 vận động viên có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, thể dục thể thao, sáng tạo khoa học kỹ thuật. Trong số này, 18 cá nhân được trao với mức 5 triệu đồng một suất, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc được tặng thưởng đặc biệt với mức 10 triệu đồng một suất. Kinh phí trao thưởng trích từ nguồn Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Quảng Nam tài trợ. Sáng nay, khoảng 800 tân sinh viên trúng tuyển của Trường Đại học Quảng Nam rộn ràng đến trường làm thủ tục nhập học. Ngay từ ngày nhập học đầu tiên, không khí đã nhộn nhịp khi nhiều thí sinh có mặt tại trường để hoàn thành các bước xác nhận chính thức trở thành tân sinh viên Trường Đại học Quảng Nam. Khi đến đây, các tân sinh viên được hỗ trợ rất nhiệt tình, từ lúc vào cổng luôn chủ động hỏi thăm và chỉ dẫn để làm đúng theo quy trình và hoàn thiện giấy tờ nhanh nhất. Kết thúc ngày nhập học đầu tiên, gần 800 tân sinh viên của Trường Đại học Quảng Nam đã hoàn tất thủ tục trong không khí rộn ràng hân hoan.
Năm học 2024-2025 này, chỉ tiêu trúng tuyển hệ chính quy của trường Đại học Quảng Nam là 1.000, trong đó ngành sư phạm là 380 và ngoài sư phạm là 620 em. Trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức đón tiếp thí sinh đến làm thủ tục vào học, gồm các yêu cầu thí sinh nộp các giấy tờ cá nhân và giấy báo nhập học, chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời, đóng học phí kỳ 1, các khoản bảo hiểm, đồng phục và ký túc xá. Việc tân sinh viên đến trường làm thủ tục nhập học sớm để sau đó chuẩn bị chỗ ở, điều kiện sinh hoạt cho năm học mới. Với tinh thần tương thân tương ái, hôm qua, lớp trung cấp lý luận chính trị K18 khóa học 2023-2024 của trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đã tổ chức một chương trình thiện nguyện tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nam Trà My. Đây là hoạt động được thực hiện nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025 nhằm động viên và hỗ trợ các em học sinh vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trao tặng 18 máy tính bỏ túi và 100 cuốn sách văn học nghệ thuật cho các em học sinh với giá trị khoảng 20 triệu đồng. Đây là những món quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các thầy cô và học viên trường Chính trị tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục tại các vùng khó khăn. Những món quà này không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà còn là động lực tinh thần giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện tháng cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Công an thành phố Tam Kỳ đã triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông trên các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua và dịp năm học mới 2024-2025. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, Công an thành phố Tam Kỳ đã huy động lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp cùng công an các xã phường chia thành nhiều tổ công tác, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố. Tập trung các tuyến đường trọng điểm thường xuyên diễn ra hoạt động vận tải đường bộ, các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, quán bar, các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, các nút giao thông có mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao, các tuyến đường xe khách, xe ô tô đưa đón học sinh, khu vực tập trung đông công nhân và các tuyến đường liên thôn, liên xã. Các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe mô tô, xe gắn máy, ô tô con, ô tô tải, ô tô khách có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, như người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, điều khiển xe chạy không đúng tốc độ, vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện. Lúc 3 giờ mấy thì cũng đi ra đường nhưng mà vi phạm nồng độ cồn. Ở nhà thì cũng có uống lon bia cũng chủ quan, nhưng mà đúng là vi phạm luật giao thông. Thì còn không chạy nhanh, đi đúng luật nhưng mà vẫn thấy là sai phạm. Cho nên xác định đó là coi như là cái lỗi của mình. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho năm học mới 2024-2025, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Tam Kỳ tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, như không đủ điều kiện điều khiển phương tiện hoặc không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy xe dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu đua xe trái phép. Đội cảnh sát giao thông đã tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố Tam Kỳ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc cái chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh. Thì qua đó thì đội cảnh sát giao thông cũng đã triển khai lực lượng, quy động lực lượng cảnh sát khác cùng tham gia và xử lý các cái trường hợp vi phạm. Trong đó thì tập trung các cái hành vi vi phạm là các cái nguyên nhân, hành vi vi phạm nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Tập trung chính là vi phạm về tốc độ, tải trọng, lấn chiếm các cái hành vi lòng đường, lề đường. Và tập trung của đó là coi như là xử lý cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Đợt ra quân kéo dài đến ngày 15 tháng 9. Với phương châm 4 hơn là lãnh đạo chỉ huy quyết liệt hơn, huy động lực lượng phương tiện nhiều hơn, hiệu quả xử lý vi phạm cao hơn. Đồng thời, công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông thực hiện trên tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đợt ra quân cao điểm sẽ góp phần răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông,
qua đó bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ và mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 55 đến 87%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 53 đến 87%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 80%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Rao mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%, gió nhẹ.